Ô tô 360 xin kính chào quý vị và các bạn. Chúc quý vị và các bạn có ngày mới vui vẻ và hạnh phúc. Thưa quý vị và các bạn, tại thị trường Việt Nam, Lexus RX 350 hiện là phiên bản có khả năng giữ giá vô đối trong phân khúc crossover hạng sang. Bên cạnh đó, chi phí vận hành của mẫu xe này luôn thấp hơn những mẫu xe Đức và đặc biệt là có độ bền rất cao, không hỏng vặt. Để nối tiếp thành công, hãng xe sang của Nhật Bản mới đây đã chính thức giới thiệu RX 350 2021 phiên bản nâng cấp với một số thay đổi đắt giá. Một số điểm khác biệt đáng chú ý của Lexus RX 350 2021 so với phiên bản tiền nhiệm như lưới tản nhiệt thay đổi, bổ sung kết nối Apple CarPlay, Android Auto, bổ sung sạc không dây, bổ sung tính năng an toàn cảnh báo trịch làn đường. Lexus RX 350 2021 mang đến 9 tùy chọn màu sắc ngoại thất gồm trắng, bạc, đen, đen graphite, đỏ, nâu, beige eco, Terran kaki và xanh. Lexus RX 350 2021 có diện mạo tương đối hầm hố, bề thế với bộ khung gầm có kích thước tổng thể dài, rộng, cao lần lượt là 4.890, 1.895, 1.690mm. Phần đầu xe có thiết kế mới mẻ khác biệt với những đường nét cá tính. Ngay chính diện là bộ lưới tản nhiệt với các tấm nhựa xếp liền kề rất đẹp mắt. Kiểu thiết kế phun giáp này cho xe bộ mặt hung hăng và dữ tợn hơn. Cụm đèn pha chiếc Lexus RX 350 2021 mới cũng tương đồng. Kiểu dáng hình bình hành chễnh chệ hai bên đầu xe càng làm cho xe thu hút hơn rất nhiều. Mặt khác, ba bóng LED bên trong đặt liền kề nhau kiểu liền kề, càng tăng thêm độ mới mẻ, bóng bẩy cho chiếc xe này. Xe ô tô Lexus 5 chỗ này sử dụng đèn pha có chức năng tự động điều chỉnh góc chiếu và rửa đèn. Công nghệ mới có thể tăng cường độ chiếu sáng ở tầm rộng với độ phân tán ánh sáng hợp lý, tránh gây chói mắt tài xế xe ngược chiều. Sát trên cản trước, bộ khuếch tán in hằn và đặt lõm vào trong cùng ốp nhựa đen theo tỷ lệ xuất sắc. Giải đèn sương mù LED sắc sảo càng làm cho Lexus RX 350 cá tính hơn khi lướt bánh trên đường. Phần thân chiếc Lexus RX 350 2021 thu hút mọi ánh nhìn nhờ những đường gân nổi đặc trưng của hãng xe Lexus. Xe có 3 đường dập chủ đạo. Đường thứ nhất kéo dài từ vòm bánh trước xuyên qua tay nắm cửa trước. Đường thứ hai chạy dài từ nắp capo đến tận đèn hậu. Trong khi đường gân cuối cùng nẹp sát thành cửa và bắt chéo lên cao. Xe đứng vững vàng trên bộ dàn chân 20 inch đa chấu màu xám nhạt rất đặc sắc. Kết hợp với đó là bộ gương chiếu hậu điều chỉnh điện, nhớ vị trí và tích hợp đèn báo rẽ. Ấn tượng nhất là thiết kế khung cửa sổ là lướt như cánh diều và trụ xe sơn đen tạo cảm giác nóc xe bay giữa không trung. Nhìn từ phía sau, Lexus RX 350 2021 trông khá nở hậu nhờ thiết kế bầu bầu. Hai đèn hậu hình lưỡi dao với các bóng LED hình chữ L bên trong tạo hiệu ứng rất đặc sắc khi nhìn từ mọi phía. Cản sau dày và có màu sắc tương đồng với bộ la răng cho tổng thể trở nên đồng nhất hơn. Ốp cản đậm chất thể thao với các khe điều tiết gió giúp chiếc xe tăng thêm tính khí động học. Bước vào bên trong, chủ nhân của Lexus RX 350 2021 sẽ cảm thấy rất hài lòng với lối tạo hình sang trọng nhưng đúng bản chất của Lexus. Đó là phong cách rất châu Á nhưng vẫn phảng phất nét thiết kế hiện đại phô trương tính công nghệ. Cùng với đó là một khoảng không gian rộng rãi với trục cơ sở 2.790mm, cửa sổ trời có thể nghiêng, trượt cho không gian thoáng đãng. Chi tiết đèn nội thất dạng LED bao quanh càng giúp bầu không khí bên trong trở nên ấm cúng hơn. Ở vị trí ghế lái, chủ nhân làm chủ hoàn toàn chiếc xe của mình khi nhìn đâu cũng thấy các nút bấm công nghệ. Màn hình cảm ứng 8 inch ở trung tâm đặt nổi và thiết kế tràn viền cho hiệu ứng thị giác ấn tượng. Táp lô dạng thẳng, được ốp gỗ bọc da rất sang kết hợp cùng chỉ may tỉ mỉ đẹp mắt. Chi tiết đáng chú ý nhất là bảng điều khiển trung tâm đóng trong khung hình chữ nhật với đường viền bạc sang bóng. Đồng hồ kim cũng tạo điểm nhấn khi toát lên chất cổ điển và thanh lịch. Xe có vô lăng đa chức năng 3 chấu bọc da có thể điều chỉnh bằng điện, cầm rất chắc tay. Hai ghế trước được bố trí và đặt cao cho tầm nhìn rộng, thoáng và hướng về phía trước. Ghế lái của Lexus RX 350 điều chỉnh được 10 hướng, 3 vị trí nhớ ghế, hỗ trợ tự lưng ghế và làm mát ghế. Ghế phụ điều chỉnh 10 hướng, 3 vị trí nhớ ghế, hỗ trợ tựa lưng ghế. Toàn bộ ghế ngồi trên RX 350 2021 đều được bọc da cao cấp sơ mi Anilite. Loại da này không chỉ mang đến cảm giác ngồi êm ái mà còn có độ bền cao và chống bẩn rất tốt. Hàng ghế thứ hai có độ nghiêng lưng ghế khá lớn, đồng thời có tính năng ngả điện giúp hành khách không cảm thấy mệt mỏi khi đi xa. RX 350 2021 có dung tích khoang hành lý tiêu chuẩn đạt 521 lít. Nếu gặp hàng ghế sau theo tỷ lệ 40, 20, 40 con số có thể tăng đến 1.594 lít.
Việc chất đồ lên khoang hành lý cũng rất đơn giản khi bạn bận cả hai tay bởi xe có tính năng đá cốp. Hiệu năng làm mát của RX350/2021 là dàn điều hòa không khí tự động hai vùng độc lập. Đi kèm là các cửa gió điều hòa cho hàng ghế sau. Hệ thống thông tin giải trí của RX350/2021 được nâng cấp đáng kể khi được bổ sung những tính năng đắt giá gồm khả năng kết nối Apple CarPlay, Android Auto và sạc không dây chuẩn QI. Những tính năng vừa được bổ sung được xem là bước ngoặt lớn khi Lexus đã bắt đầu chịu chạy đua về công nghệ với các đối thủ thay vì bảo thủ như trước. Hệ thống thông tin giải trí của xe còn có đài AM, FM, đầu DVD, kết nối Bluetooth, USB, dàn âm thanh Mark Levinson cao cấp gồm 15 loa, khóa thông minh, khởi động bằng nút bấm Start, Stop. Trái tim của xe Lexus RX350/2021 là khối động cơ xăng V6 3.5 lít, 24 van trục cam kép với hệ thống điều phối van biến thiên thông minh kép mở rộng. Cỗ máy này có khả năng sản sinh công suất tối đa 296 mã lực, mô men xoắn cực đại 370 nm, đi kèm là hộp số tự động 8 cấp, không chỉ giúp xe xăng số mượt mà, tăng tốc mạnh mẽ mà còn đảm bảo tiết kiệm nhiên liệu tối ưu. Với cấu hình này, RX350/2021 có thể tăng tốc từ 0 đến 100 km/h trong 7-9 giây trước khi đạt tốc độ tối đa 200 km/h. RX350/2021 được trang bị đến 5 chế độ lái gồm Eco, Normal, Sport, Sport Cộng và Individual. Mỗi chế độ sẽ mang đến cho chủ nhân những cung bậc cảm xúc khác nhau, đặc biệt là chế độ Individual cho phép cài đặt cấu hình theo ý muốn riêng. Hành trình trải nghiệm tốc độ của bạn sẽ không bị cản trở bởi những ổ gà hay các đoạn đường gồ ghề nhờ có hệ thống treo tự động thích ứng AVS. Công nghệ này có khả năng tự động tinh chỉnh hệ thống treo tùy vào địa hình và điều kiện lái xe khác nhau. Công nghệ AVS sẽ là trợ thủ đắc lực của hệ thống treo chính trước sau MacPherson. Tay đòn kép giúp RX350/2021 luôn vận hành êm ái. Đi kèm còn có bộ lốp dày 235/55R20 giúp giảm thiểu tiếng ồn dội vào khoang cabin. Ở lần nâng cấp này, RX350/2021 vừa được bổ sung thêm tính an toàn cảnh báo lệch làn đường. Nếu phát hiện xe rời khỏi làn đường mà quên xi nhan, hệ thống sẽ phát ra những cảnh báo bằng âm thanh và hình ảnh, đồng thời tác động một lực nhẹ lên vô lăng giúp xe di chuyển vào đúng làn đường. Ngoài ra, xe còn có hàng loạt những tính năng an toàn như 10 túi khí, màn hình màu hiển thị thông tin trên kính, HAZ, hệ thống cảnh báo áp suất lốp TPWS, cảnh báo điểm mù, BSM, cảnh báo va chạm khi lùi, RCTA, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, HAS, kiểm soát độ bám đường, TRC, ổn định thân xe, VSC, chống bó cứng phanh, ABS, phanh đỗ điện tử, EPB, camera 360, điều khiển hành trình chủ động, lốp dự phòng tiêu chuẩn. Qua những thay đổi trên cho ta thấy Lexus RX350/2021 đã có những bổ sung đắt giá. Với diện mạo bắt mắt hơn, mức tiện nghi cao và hệ thống an toàn được nâng cấp, RX350/2021 hoàn toàn có thể đánh đổ những kỷ lục do mình thiết lập. Nếu quý vị và các bạn đang quan tâm đến chiếc xe này, chúng tôi mời quý vị và các bạn qua cửa hàng để xem xe và lái thử xe. Cửa hàng chúng tôi ở địa chỉ số 16, phố Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Liên hệ số điện thoại 0905 608 883 để biết thêm chi tiết. Phụ trách kinh doanh, Phó Giám đốc Nguyễn Trọng Tuấn. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip, xin quý vị và các bạn hãy like clip, đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 của chúng tôi. Chúng tôi mua bán và trao đổi xe ô tô trên toàn quốc, nhận ship xe khắp mọi miền Tổ quốc. Trân trọng cảm ơn!
Ừ.